tiếp tục phát bóng. Một pha đập bóng quá quy luật đến từ Vũ Mexico. Tào Tháo chưa đủ tuổi đánh bọc không. Pha đập bóng tốt đến từ vị trí số 4 Lý Hải. Tỷ số bây giờ là 1-1. Một pha bỏ lỗ không thành công đến từ vị trí truyền 2 của đội Vũ Mexico. Số bây giờ là 2-1. Một pha chắn bóng tốt đến từ Quyền Quéo. Số bây giờ là 3-1. Pha lên bóng chúng khán giả. Pha đập bóng ăn tay đến từ vị trí số 2. Tỷ số bây giờ là 2-3. Vũ Mexico phát bóng 2-3. Một pha chắn bóng tốt đến từ Quyền Quéo. Nhiệt độ bóng trên sân hiện tại là số bây giờ là 4-2. Khá là nóng. Nóng quá. Đúng rồi. Một pha phát bóng không thành công. Nhật số 1. 3-4. Số bây giờ là 3-4. Vũ Mexico phát bóng. Quá quầy. Một pha đập bóng quá thông minh. Một pha đập bóng quá thông minh. Một pha chắn bóng khá tốt nhưng bóng được dội vào tay đi ra ngoài. Một pha phá bóng không thành công của Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 6-1. Một pha bỏ lỗ quá thông minh của Vũ Mexico. Số bây giờ là 7-6. Vũ Mexico phá bóng. Một pha đập bóng quá quy luật của Vũ Mexico. Số bây giờ là 8-6. Quyền phát bóng của Vũ Mexico. Một pha phát bóng không thành công của Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 7-8. Giật spot phát bóng. Một pha bỏ lỗ quá thông minh và tinh tế của Quyền Quéo. Tỷ số bây giờ là 8-8. Một pha phát bóng không thành công của Nhật Sport. Quyền phát bóng cho Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 9-8. Một pha đập bóng quá thông minh của Lý Hải. Số bây giờ là 9-9. Quyền phát bóng Nhật Sport. Ô, một pha đập bóng. Một pha phát bóng quá kỹ thuật của Nhật Sport. Bóng chạm lưới và lăn qua sân của đối phương. Tỷ số bây giờ là 19. Pha đập bóng quá uy lực của Vũ Mexico. Pha đập bóng.
tiếp tục 10 phát bóng Vũ Mexico. Tỷ số hiện tại là 12-10. Một pha chiết bóng quá thông minh của Quyền Quẹo. Tỷ số bây giờ là 11-12. Quyền phát bóng Nhật Sport. Một pha phát bóng quá kỹ thuật của Nhật Sport. Tỷ số bây giờ là 12-12. 10 phút bóng cho Nhật Sport. Một pha đập bóng quá quy lực của Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 13-12. Một pha phát bóng quá quy lực của Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 14-12. Một pha đập bóng không thành công của Nhật Sport. Tỷ số bây giờ là 15-12. Quyền phát bóng Vũ Mexico. Hai đội khác. Một pha chuyền bóng quá thông minh của Lý Hải. Tỷ số bây giờ là 13-15. Nhật Sport tiếp tục phát bóng. Và bỏ lỗ ra ngoài của Vũ Mexico. Số điểm hiện tại bây giờ là 14-15. Một pha đập bóng quá kỹ thuật của Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 16-14. Một tỷ số quá cách biệt. Để xem đội Lý Hải có thể làm gì để vượt qua cái khó khăn này. Một pha đập bóng quá kỹ thuật đến từ Nhật Sport. Tỷ số bây giờ là 15-16. Quá thông minh của Nhật Sport. Quá kỹ thuật. Số bây giờ là 6-6, 16-16. Đến cách 2 điểm. Một pha lộn ngược dòng của đội bóng Lý Hải. Để xem. Một pha chắn bóng không thành công. Số bây giờ là 17-16. Vũ Mexico phát bóng. Một pha phát bóng ra ngoài. Tỷ số bây giờ là 17-17. Nhật Sport tiếp tục phát bóng. Bỏ lỗ thành công của Vũ Mexico. Số bây giờ là 19-18. Một
pha đập bóng quá quy luật của Lý Hải. Tỷ số bây giờ là 19-19, tỷ số khá cân bằng. Tất nhiên là ta không có đánh này. Đánh vậy sao chịu nổi. Quá cần. Pha chắn bóng như thế nào đây? Pha đập bóng quá tốt của Nhật Sport nhưng không qua hàng rào trắng. Một pha đập bóng thứ hai của Nhật Sport. Tỷ số bây giờ là 20-19, dương lên cho đội Nhật Sport và Lý Hải. Đập bóng quá tốt. Một pha đập bóng khá quy luật của Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 20 đều. Một pha phát bóng đến từ Vũ Mexico. Xem anh làm gì. Một pha bỏ bóng khá thông minh đến từ Quyền Béo. Bóng đi ra ngoài. Quyền phát bóng cho Nhật Sport. Tỷ số bây giờ là 21-20. Nhật Sport phát bóng không thành. Vũ Mexico phát bóng. Bóng bảo. Một pha đập bóng khá thành công của Lý Hải. Đến từ vị trí số 4. Tỷ số bây giờ là 21-20. Chỉ còn một điểm nữa thôi là vào chung kết. Nhật sẽ bọt phát bóng. Một pha đập bóng ăn tay của Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 21-21. Hai đội đánh khá bằng nhau, khá đều nhau. Vũ Mexico phát bóng để xem ảnh làm gì đây. Mexico ảnh phóng bóng bảo. Không thành công. Một pha đập bóng không thành công của Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 22-21. Nhật Sư Bọt tiếp tục phát bóng. Chuyện hai quá tốt. Một pha bỏ lỗ quá khéo của Vũ Mexico. Tỷ số bây giờ là 22 đều. Một pha đập bóng quá quy luật của Lý Hải. Một pha đập bóng quá quy luật. 23-22. Đội Vũ Mexico ăn hai set trắng.